Trung Thực Ô Tô xin gửi lời chào tới quý anh chị đang theo dõi video này. Và Trung Thực Ô Tô cũng xin gửi lời cảm ơn tới quý anh chị đã đồng hành và ủng hộ Trung Thực Ô Tô trong suốt thời gian qua. Trung Thực Ô Tô, đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng gầm cao, có địa chỉ tại số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Và hôm nay, Trung Thực Ô Tô xin phép được giới thiệu và chào bán tới quý anh chị hai chiếc xe. Chiếc xe đầu tiên đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản 2.4 máy xăng bản Premium, sản xuất năm 2020. Chiếc xe này là mang biển tỉnh. Chiếc xe thứ hai mà Trung Thực Ô Tô muốn giới thiệu và bán tới quý anh chị trong ngày hôm nay đó chính là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy xăng 2.7 một cầu, sản xuất năm 2017. Chiếc xe này có màu ngoại thất là màu nâu. Đầu tiên thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đi đến với chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng 2.4 Premium, sản xuất 2020. Bạn camera có thể cho quý anh chị xem qua về ngoại thất của chiếc xe Santa Fe sản xuất năm 2020. Về ngoại thất, khi chúng ta quan sát ở phía đầu xe thì chiếc xe Hyundai Santa Fe này các chi tiết vẫn còn là nguyên bản. Mặt ca lăng, cụm đèn pha và các chi tiết như hệ thống cảm biến cũng được trang bị là nguyên bản theo xe. Chúng ta đi sang phần hông xe. Ở phần hông xe thì quý anh chị có thể thấy 4 lốp đang được trang bị trên dòng sản phẩm xe Santa Fe đang được chào bán tại Trung Thực Ô Tô. Đây là 4 lốp theo xe, 4 lốp theo xe. Và xe cũng đã được trang bị hệ thống cảm biến lốp. Vâng, cảm biến lốp. Về phần hông xe thì chúng ta có thể thấy các chi tiết theo xe như là nẹp cửa mạ chrome bậc lên xuống, hay như một số chi tiết được trang bị thêm như là vè che mưa, dán kính và hõm tay cửa mạ chrome. Về nước sơn thì chiếc xe này cũng đã được sơn quay toàn bộ xe, nhưng tuy nhiên theo đánh giá của kỹ thuật của Trung Thực Ô Tô thì nước sơn của chiếc xe này vẫn còn đảm bảo khoảng tầm 80%. Vâng, vẫn còn đảm bảo được khoảng tầm 80% của anh chị nhé. Chúng ta sẽ cùng đi vào phần phía đuôi xe của chiếc xe Hyundai Santa Fe này. Một tính năng, vâng, đó chính là xe đã được trang bị tính năng mở cốp điện. Đây chính là không gian khoang hành lý của chiếc xe Hyundai Santa Fe. Và một điểm nữa đó chính là xe cũng đã được trang bị hệ thống cảm biến, camera báo lùi và lốp của chiếc xe này vẫn là lốp theo xe. Và anh chị có thể thấy đây là một chiếc xe còn rất là mới. Ngay như hàng ghế phía đằng sau còn rất ít sử dụng đến mức độ là vẫn còn nguyên bọc ni lông anh chị nhé. Nếu anh chị quan tâm đến chiếc xe này thì anh chị hãy liên hệ ngay với số điện thoại của Trung Thực Ô Tô trên màn hình để được lái thử và trải nghiệm. Trung Thực Ô Tô luôn luôn mở cửa chào đón quý anh chị đến tham quan showroom, lái thử và trải nghiệm kể cả là tối muộn. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đi vào nội thất của chiếc xe Hyundai Santa Fe. Xin mời quý anh chị. Vâng, chúng ta cùng trải nghiệm về không gian nội thất của chiếc xe Hyundai Santa Fe này. Chiếc xe này thì cũng đã được trang bị là chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Đây là phiên bản 2.4 máy xăng 2 cầu Premium Hyundai Santa Fe quý anh chị nhé. Và nội thất của chiếc xe này vẫn là đã được trang bị là bộ ghế da, và bộ ghế da màu nâu. Rồi là ghế lái và ghế hành khách là điều chỉnh điện. Đó. Xe được trang bị là tay lái, bọc da và tích hợp lẫy chuyển số trên vô lăng, cũng như là tích hợp các cái hệ thống phím bấm ở trên vô lăng. Rồi xe cũng có cruise control. Hệ thống điều hòa là tự động. Xe cũng được trang bị màn hình DVD. Đó. Và cũng có tích hợp bản đồ dẫn đường, một trong những tính năng rất là giúp cho quý anh chị sở hữu chiếc xe này mình sẽ di chuyển trên những cung đường một cách dễ dàng hơn, đến các cái địa chỉ mà mình mong muốn. Rồi xe cũng được trang bị rất là nhiều các cái tính năng như là sưởi vô lăng, sưởi ghế hàng ghế phía đằng trước, sưởi nóng, sưởi lạnh. Và cần số của xe, tay lái vẫn còn rất là mới. Và xe có rất nhiều các chế độ lái. Và để anh chị có thể biết rõ hơn và hiểu rõ hơn về chiếc xe này thì xin mời quý anh chị hãy đến với Trung Thực Ô Tô để được lái thử và trải nghiệm. Xe cũng đã được trang bị là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Vâng. Một chi tiết cũng được chủ cũ trang bị thêm trên dòng xe này ở trong không gian nội thất đó chính là camera hành trình. Vâng, camera hành trình. Một điểm mà Trung Thực Ô Tô luôn luôn giới thiệu tới quý anh chị về những chiếc xe được bán ra đó chính là quan điểm của Trung Thực Ô Tô về những chiếc xe nhập về bán ra, đó là một quan điểm rất nhất quán, đó là những chiếc xe đẹp, tự tin với đội ngũ kỹ thuật lành nghề, lâu năm trong nghề và với một quy trình kiểm tra hết sức chặt chẽ. Cho nên tất cả những chiếc xe được bán ra tại cửa hàng Trung Thực Ô Tô đó là những chiếc xe đảm bảo về mặt chất lượng và gì đẹp về mặt thẩm mỹ. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đi ra khoang động cơ của chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng sản xuất năm 2020 Premium, chiếc xe mới đi được có 2 vạn cây số. Vâng, chúng ta cùng đến với cả khoang động cơ của chiếc xe Hyundai Santa Fe. Một điều mà với tất cả những chiếc xe được bán ra tại cửa hàng của Trung Thực Ô Tô đó chính là động cơ và hộp số. Đó là những điều mà Trung Thực Ô Tô sẽ cam kết với quý anh chị là không tháo dỡ.
Vâng, còn nguyên bản động cơ, hộp số, máy sáng, đúng không ạ? Và một điểm nữa, Trung Thực Ô Tô luôn luôn cam kết những chiếc xe được bán ra đó là không đâm đụng, không ngập nước. Không đâm đụng là không ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm và sassi, không ngập nước. Rồi về giấy tờ thì không cầm cố, không thế chấp và thậm chí là không phạt nguội. Và tiếp theo thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với chiếc xe thứ hai. Đó là chính là chiếc xe mang thương hiệu Toyota. Chiếc xe này có năm sản xuất là 2017, động cơ xăng và dung tích xi lanh là 2.7. Chiếc xe này là dẫn động cầu sau, chiếc xe này là một cầu. Vâng, chiếc xe này một cầu. Và đây là chiếc xe được nhập khẩu từ Indonesia. Chúng ta hãy cùng quan sát về phần đầu xe. Ở phần đầu xe của chiếc xe này thì chúng ta thấy các chi tiết như là mặt ca lăng, rồi đến các cụm đèn pha và đèn đèn gầm. Tất cả mọi chi tiết vẫn còn là nguyên bản. Về lốp xe, về lốp xe này thì chiếc xe này có năm sản xuất 2017. Tuy nhiên, ở bốn lốp của chiếc xe thì bốn lốp của chiếc xe này thì có hai lốp là sản xuất năm 2018 và có hai lốp là sản xuất 2017. Nếu anh chị quan tâm đến chiếc xe này thì anh chị hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình để được lái thử và trải nghiệm. Chúng ta đi đến phần hông xe. Phần hông xe thì chúng ta có thể thấy là chiếc xe này thì không được trang bị quá nhiều các chi tiết phụ kiện thêm, chỉ có duy nhất là đã được dán kính. Về phần đuôi xe của chiếc xe Fortuner này thì về cụm đèn và các chi tiết vẫn là nguyên bản theo xe. Ở thế hệ này thì xe được trang bị là cảm biến lùi. Và chiếc xe cũng đã được chủ cũ lắp thêm nó camera báo lùi. Camera báo lùi giúp việc là anh chị lùi xe sẽ an toàn hơn, kết hợp với cảm biến lùi và camera báo lùi. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đi vào nội thất của chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy xăng một cầu sản xuất năm 2017. Xin mời quý anh chị. Bước vào nội thất của chiếc xe Fortuner phiên bản máy xăng, chúng ta thấy là tất cả các chi tiết vẫn còn là nguyên bản. Xe được trang bị là ghế da và ghế lái là điều chỉnh điện. Xe cũng được trang bị là hệ thống chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Xe cũng đã được trang bị là màn hình DVD Pioneer và điều hòa là tự động. Đó. Xe này sử dụng hộp số chế độ là số tự động 4-6 cấp. Xe cũng đã được trang bị là tay lái bọc da mạ bạc và tích hợp lấy chuyển số trên vô lăng, cũng như tích hợp các cái phím điều khiển trên vô lăng về hệ thống âm thanh, rồi là chế độ điện thoại rảnh tay. Các chi tiết ốp gỗ và bọc da của chiếc xe này vẫn còn theo đánh giá của Trung Thực Ô Tô thì nó còn đảm bảo được khoảng tầm 80%. Và Trung Thực Ô Tô xin mời quý anh chị hãy qua với showroom của chúng tôi là tại địa chỉ của số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, để chúng ta được cảm nhận và trải nghiệm trên những chiếc xe mà Trung Thực Ô Tô đang giới thiệu. Và Trung Thực Ô Tô luôn luôn khuyến khích quý anh chị là khi đến xem xe thì mình nên đi cùng với cả những người quen, những người có am hiểu về xe ô tô để cùng đánh giá và trải nghiệm, cũng như mình nên mang những chiếc xe của Trung Thực Ô Tô này mình đến những địa chỉ gara tin cậy để mình có thể kiểm tra, check lại một lần nữa, cũng như mình có thể mang vào đại lý chính hãng để mình check lại lịch sử cũng như là chất lượng còn lại của chiếc xe. Ngoài ra thì Trung Thực Ô Tô với một cái quy trình kiểm tra đầu vào hết sức chặt chẽ, và các cái chiếc xe của Trung Thực Ô Tô thì với khi khách hàng đến đây á, thì cũng có những trường hợp là anh chị đang theo dõi video giới thiệu về chiếc xe này thì những chiếc xe này cũng có thể đã được giao dịch tới tay của khách hàng rồi. Thế cho nên anh chị cũng có thể là gì ạ, liên hệ và đặt cọc ngay những chiếc xe của Trung Thực Ô Tô ngay trên những chiếc video này, và Trung Thực Ô Tô sẽ di chuyển những chiếc xe này tới cái địa chỉ nhận của anh chị. Và anh chị có quyền từ chối nhận xe khi mà chiếc xe anh chị kiểm tra không đúng như những gì Trung Thực Ô Tô giới thiệu và không đúng như những gì mà Trung Thực Ô Tô cam kết, thì anh chị có quyền từ chối nhận xe, và cái chi phí di chuyển xe đó là gì ạ? Trung Thực Ô Tô sẽ chịu mọi chi phí. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với cả động cơ của chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy xăng một cầu sản xuất năm 2017. Và chiếc xe đã đi được là 6,8 vạn quý anh chị nhé. Và sau đây xin mời quý anh chị cùng ra với khoang động cơ. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với cả động cơ của chiếc xe Toyota Fortuner máy xăng này. Xe ở thời điểm này thì chúng ta có thể thấy là xe cũng đã được trang bị hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép cho động cơ của chiếc xe Toyota Fortuner này. Đây là một thế hệ động cơ tiết kiệm nhiên liệu của Toyota. Và động cơ hộp số, đó là những điều mà Trung Thực Ô Tô cam kết với quý anh chị là nguyên bản với mỗi một chiếc xe được bán ra. Nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này thì anh chị hãy liên hệ ngay với Trung Thực Ô Tô để được lái thử và trải nghiệm, cũng như anh chị có thể đặt cọc ngay chiếc xe này trên video này để Trung Thực Ô Tô có thể mang chiếc xe này
tới nhà của anh chị. Và sau đây thì Trung Tự Ô Tô xin phép được chào bán về mức giá của hai chiếc xe này. Và giá tại cửa hàng của Trung Tự Ô Tô là hết sức linh hoạt. Và Trung Tự Ô Tô xin được chào bán chiếc xe này với giá là khoảng 1,1 tỷ. Khoảng 1,1 tỷ quý anh chị nhé. Anh chị hãy liên hệ ngay với Trung Tự Ô Tô để được thương lượng và trao đổi với mức giá. Tiếp theo, Trung Tự Ô Tô xin được giới thiệu và chào bán về mức giá của chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy xăng một cầu sản xuất 2017. Chiếc xe này đang được Trung Tự Ô Tô chào bán với mức giá chưa đến 860 triệu. Chưa đến 860 triệu quý anh chị nhé. Ngoài ra, quý anh chị còn chỉ cần chuẩn bị khoảng 30% giá tiền là anh chị đã có thể mang được những chiếc xe này về. Và thủ tục như thế nào thì anh chị hãy liên hệ ngay với Trung Tự Ô Tô theo số điện thoại trên màn hình để được nhân viên Trung Tự Ô Tô tư vấn, giúp cho anh chị có thể lựa chọn được cho mình một chiếc xe với mức giá phù hợp và chất lượng như ý. Và một lần nữa thì xin cảm ơn quý anh chị đã đồng hành và theo dõi hết video này, cũng như anh chị hãy dành cho Trung Tự Ô Tô một like và một subscribe để nhận được nhanh nhất và nhiều nhất, cập nhật nhất những chiếc xe vừa về tới cửa hàng, cũng như anh chị có thể để lại những thông tin và những chiếc xe mà anh chị cần tìm như là tên xe, màu xe và gì đời xe, cũng như là đời biển số để mà Trung Tự Ô Tô sẽ tìm cho anh chị. Và khi có những chiếc xe đó, Trung Tự Ô Tô sẽ liên hệ ngay với quý anh chị. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video và xin hẹn gặp lại.